uống luôn đi. Tôi mua tôi để dành đó, mà thấy tội nghiệp quá à. Em cảm ơn chế trượt. Ê. Uống ở đây nha, đừng có đem ra ngoài. Ông Trịnh mà ông thấy, ông ghét nhất là cái nước ép cà chua này đó. Làm ơn uống nhanh trong đây phòng đây. Này thôi. Rồi mẫu ơi, cười lên giùm em nè. Mình mặc đầm cưới nha, đừng là mặc ngầu nha. Anh ok chưa? Rồi lại cho anh đi. À, Miên à. Dạ. Em lại lấy cái đùi váy á, giơ cao lên giùm anh. Cao lên. Cầm ở dưới cái đuôi á. Dạ, dưới dạ. Rồi cao lên. Dạ đây. Đứng dậy. Xích qua bên trái xíu. Bên trái là bên này nè, bên trái của tôi hiểu không? Động não tí xíu đi. Dạ, em xin lỗi. Cao lên xíu nữa. Rồi, chụp đi. Rồi, Miên ơi. Em núp cái đầu em vô cái váy của chị đi cưng. Lòi ra rồi kìa. Vẫn còn thấy cái bờ vai của em nó khum xuống. Rồi chị Mẫu ơi, cười lên giùm em. Đây, cao lên. Rồi, cười lên giùm em. Không, em nghĩ là cao lên, cao hơn nữa mới đẹp. Đứng dậy đi, cao lên nữa. Nhưng mà đứng dậy mà không để cho thấy Miên nha. Giống cầm một bên thôi, đứng hẳn qua bên đây, đứng hẳn qua bên trái. Bên trái. Hiểu bên trái nè sếp. Bên trái là bên đây nè, là bên phải của tôi đó. Bên trái của sếp. Bước qua đây. Em đừng có cãi nữa, làm đi cưng. Cao lên xíu nữa. Rồi. Rồi tung. Rồi chụp đi, tung. Tung bay nha anh, tung bay lên. 1, 2, 3 là tung lên nha. Ok, 1, 2, 3, tung. Ok. Anh. Rồi, coi lại. Tạm được rồi. Còn mấy bộ nữa? Dạ, còn mười mấy bộ thôi ạ. Cho thay đồ đi, em gán làm thêm mười mấy bộ nữa nha. Dạ, sếp. Mẫu đi thay đồ giùm anh đi. Ok. Cảm ơn chị nha. Tuổi trẻ bây giờ thất bại quá. Làm một chút chuyện và làm con sâu. Thôi em lo dọn dẹp cái chỗ này đi. Rồi mua giùm anh ly nước. Nước ép dưa hấu nha. Dạ sếp. Nước ép dưa hấu. Dạ, nước ép của sếp nè. Cảm ơn em. À, Khánh à. Dạ, em nghe. Hôm nay á, Miên nó giúp tôi sàng lọc những mẫu giải rồi. Bây giờ cứ theo đó mà làm nha. Ừ, dạ sếp. À, Miên ạ. Sếp uống. Cái gì vậy? Sếp bị gì vậy sếp? Sương hả? Cái gì? Sếp ơi! Sếp ơi! Sao lại gì? Nổi mẩn đỏ tùm lum luôn. Trời ơi, đi. Mở cửa đi, tại là hiểu gì hả? Sếp ơi, cố gắng lên nè, sếp ơi. Trời ơi, bị cái gì nặng như vậy? Sếp ơi, chứ. Đứng lại đây. Ngồi xuống. Nè, mày định kiếm chuyện mày chạy đi để mày trốn đúng không? Mày phải ở lại đây mới chịu trách nhiệm của mày. Đồ đồng phụ. Không có. Mày rõ ràng là biết sếp của tao uống nước ép cà chua vô á là sẽ bị ngộ độc mà chết. À, sao mày lại đối xử với anh như vậy? Không có. Tại vì á, em thấy sếp lúc nào cũng dù nó có sai nhưng mà nên là em chỉ định trả đủ sếp một tí thôi. Em không có nghĩ là mọi chuyện nó đang nông nổi như thế này đâu. Em không nghĩ như vậy đâu. Mày im đi. Tao không muốn nghe lời nói của một con đồng phụ nói ra trong lúc này. Đúng là làm ơn mất quán mà. Em mất quán là sao? Không phải gì đâu em ơi. Anh Trình nhận trách nhiệm là để dạy dỗ em, là làm thương em đó. Tại vì anh không muốn em phải ở đây để hết chạy việc vặt trong tất cả mọi người. Thì hiểu chưa? Thải mày có hiểu chưa? Không nhờ anh Trình á thì làm sao Lucy biết được cái chuyện mà người mẫu tự ý lấy đồ vặt?
Nếu như mà không nhờ anh Trình là mày bị đuổi rồi. Rất nặng. Vì mày phải chịu trách nhiệm với ảnh. Mày phải chịu trách nhiệm với tánh mạng của ảnh. Ảnh chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mà đóng vai ác mới có một ngày mà đã bị mày hại chết rồi. Xui ghê á. Em không có làm vậy mà. Mày đừng có giữ cái nét quá điên đó hả? Rồi để từ chối có lỗi lầm của mày. Không có. Ngước mặt lên nhìn đời và chấp nhận lỗi lầm của mình đi. Mày phải chịu trừng phạt. Em chị để nó chịu trừng phạt. Thì em nói đi, em không có cố tình là như vậy đâu. Em không có ghét anh. Em không có cố tình, em chỉ định hù anh tí thôi. Mặc dù là bình thường, có hơi chút tí, anh cũng hơi một chút vô tâm. Cũng sổ hơi công năng một tí. Nhưng mà em chỉ muốn hù anh cho vui thôi. Chứ em không có ghét xa. Em không có hiểu tấm lòng của anh. Uổng công tôi đối xử tốt với cô. Lấy đổi lấy cái gì? Đổi lấy những đời cay độc từ cô hả? Ủa sao? Sao không bị gì hết thiệt hả sếp? Ủa sao bị gì hả? Ủa tay chân không bị gì không? Tránh ra. Không nhờ có thằng Trực là bị gì thiệt rồi. Là sao? Làm vậy nè. Trời ơi. Thiệt á. Chụp mười mấy bộ đồ với điều muốn. Ủa trời ơi, thuốc ép ai để đây vậy trời? Ủa, nước ép cà chua hay là yêu quê yêu điều? Em xin lỗi sếp mà. Em chỉ hay không? Ủa, sao đâu còn lì? Ôi cơ,